Suy niệm Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Nhờ lời Chúa soi đường Để cảnh giác những người Do Thái bác bỏ lời Thiên Chúa Chẳng tiếp nhận và thậm chí còn bách hại các ngôn sứ Chúa gửi đến rao giảng cho họ Chúa Giêsu xu kể dụ ngôn sau đây Có gia chủ kia trồng được một vườn nho Ông trao cho tá điền canh tác rồi trải đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đề tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Gia chủ trong câu chuyện này ấm chỉ Thiên Chúa. Vườn nho tượng trưng cho dân Do Thái. Bọn tá điền là các cấp lãnh đạo Do Thái. Còn các tôi tớ tượng trưng cho các ngôn sứ Chúa sai đến để chỉ dạy cho dân trung thành với Thiên Chúa. Đừng chạy theo tà thần. Thế rồi các thủ lãnh Do Thái đã đối xử thế nào với các vị ngôn sứ này? Chúa Giêsu kể tiếp, Bọn tá điền bắt các đầy tớ, ông đánh đứa này giết đứa kia và ném đá đứa khác. Cuối cùng, chủ vườn là Thiên Chúa đã sai chính người con yêu quý của mình đến với họ. May ra họ sẽ kiên nể mà đón nhận và văn nghe. Thế nhưng số phận người con này là càng bi đát hơn. Ngài đã bị họ kết án chết treo trên thập giá. Hôm nay, kịch bản đau lòng đó vẫn đang tiếp diễn giữa chúng ta. Cũng như người do Thái xưa, hiện nay còn rất nhiều người bị thai lại trước lời Chúa. Không nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu độ trần gian. Thái độ này sẽ mang lại hậu quả đau thương. Một tài xế cho xe đỏ đều giữa đêm đen mù mịt. Dù biết rằng hai ngọn đèn pha đã hỏng còn đường đèo thì ngoằn ngoèo hiểm trở chiêu leo Thế mà anh vẫn cứ cho xe xuống đèo chẳng cần ánh sáng soi đường Đây là hành vi mạo hiểm, điên rồ Sẽ đưa đến tai họa không lường Như đèn pha soi chiếu cho các phương tiện giao thông trong đêm tối Lời Chúa cũng soi dẫn cho chúng ta tiến bước trong đêm tối cuộc đời nếu không để cho lời Chúa sáng soi, chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ tai hại trong đời sống thiên liêng và không thể tiến về quê hương đích thực. Tuy bên ngoài chúng ta không bất hại các ngôn sứ như người Do Thái ngày xưa, nhưng biết bao lần chúng ta đã không để tâm nghe lời Chúa, không để cho lời Ngài thấm vào tim ốc. Suốt cả tuần hay cả tháng trời, có câu lời Chúa nào còn lưu lại trong tâm hồn chúng ta không? Khi từ khước không đón nhận lời Chúa được đoan truyền trong hội thánh hoặc qua sách tin mừng, chúng ta cũng đang lần theo vết chân những người do thái ngày xưa, không để cho lời Chúa ngấm vào lòng và vì thế phải mang hậu quả tai hại. Lời Chúa Giêsu, không có lời Chúa soi đường, chúng con như người chạy xe trong tầm tối trên đường đời đầy hiểm trở, treo leo xin cho chúng con sẵn sàng đón nhận và trong quý lời chúa vận dụng lời chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời làm ánh sáng soi đường giữa đêm tối trần gian amen bài của linh mục ignacio trần nga